theo chương trình Vui Ca Nhạc của buổi tối ngày hôm nay, thì cả chương trình hội xin gửi đến quý vị và các bạn ca khúc thứ hai, bài Biển Tình, một bài hát được giới trẻ hâm mộ rất nhiều. Đây là ca chương trình hội giải nhất tiếng hát truyền hình Khánh Hòa. Tư Di Hội gửi tới quý vị và các bạn. Các khúc này rất là hay. Xin cảm ơn các Tư Di Hội.